Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bình Dương phát hiện thư tuyệt mệnh của bí thư thị trấn Lai Uyên. Công an tỉnh Bình Dương vào ngày 15 tháng 9 cho biết phát hiện một mẫu giấy nghi là thư tuyệt mệnh của nạn nhân tử vong trong xe hơi tại khu công nghiệp Mỹ Phước 2. Truyền thông của nhà nước Việt Nam dẫn thông báo của Bộ Công an và Bình Dương cho hay nạn nhân tên là Lê Nguyên Vũ, sinh năm 1976, bí thư kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Cơ quan điều tra thuộc Công an Bình Dương cho biết, mẫu giấy ghi là thư tuyệt mệnh chưa khẳng định được là do ông Vũ viết hay do người khác viết, nên cần phải giám định chữ viết rõ ràng mới có thể kết luận. Đây là hình ảnh tại hiện trường chiếc xe ô tô con, nạn nhân nằm chết trên chiếc ghế tài xế trong trạng thái ngả về phía sau. Trước đó vào ngày 14 tháng 9, ông Vũ được phát hiện đã tử vong trong xe hơi cá nhân tại khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Cơ quan chức năng xét nghiệm cho thấy ông Vũ âm tính với COVID-19. Cũng theo thông tin điều tra, ông Vũ rời nhà vào tối ngày 13 tháng 9 để đến đây làm việc. Nhưng sáng hôm sau, mọi người đợi ông Vũ đến khi họp thì không thấy, cũng không thể liên lạc được nên đã tổ chức tìm kiếm. Một người dân nhìn thấy chiếc xe của ông Vũ đậu ở vị trí bất thường trong khu công nghiệp Mỹ Phước 2 nên đã báo với cơ quan chức năng. Về công việc trước đó của ông Vũ, lãnh đạo huyện ủy Bầu Bàng cho rằng áp lực công việc là có, nhất là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện ủy cho biết có kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống dịch tại Lai Uyên, nhưng không có chuyện kiểm điểm ông Vũ. Ông Vũ được ghi nhận là thường xuyên trực chỉ đạo tại cơ quan, thi thoảng mới về nhà, chủ yếu để lấy quần áo, để công tác phòng chống dịch COVID-19 không bị gián đoạn. Lãnh đạo huyện Bầu Bàng đã kiện toàn nhân sự tham gia ban chỉ đạo phòng chống dịch của thị trấn Lai Uyên. Và sự việc diễn ra khi trước đó vào chiều ngày 14 tháng 9, người nhà ông Vũ không thấy ông Vũ trở về, gọi điện thoại cũng không nghe máy nên đã tổ chức đi tìm kiếm và lần theo định vị của ô tô phát hiện chiếc xe của ông đậu ven đường. Vị trí chiếc xe đậu cách nhà khoảng 1 km trong tình trạng bị khóa từ bên trong. Khi mọi người phá cửa xe thì thấy ông Vũ đã tử vong. Bước đầu, công an cho biết nạn nhân không có dấu hiệu bị tác động bằng ngoại lực. Tuy nhiên, đó mới chỉ là quan sát bằng mắt thường, phải chờ các kết quả khám nghiệm theo quy định. Ông Vũ được biết sinh tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Sau khi huyện Bầu Bàng được tách ra từ Bến Cát, ông Vũ lên Bầu Bàng làm việc nhưng vẫn sinh sống tại Bến Cát. Đây là hình ảnh ông Lê Nguyên Vũ, sinh năm 1976, bí thư kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Trong đợt dịch COVID-19, ông Vũ với tư cách là bí thư kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Lai Uyên còn viết tâm thư kêu gọi người dân chấp hành các quy định thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, được đăng trên một số trang mạng xã hội tại địa phương. Khám nghiệm hiện trường chiếc xe ô tô con, công an cũng phát hiện nạn nhân nằm chết trên chiếc ghế tài xế, trong trạng thái dây an toàn vẫn được thắt ngang người. Cạnh thi thể nạn nhân có hai lọ thuốc trừ sâu, thuốc diệt mối đã hết dung dịch bên trong và có dịch do nôn mửa màu trắng đục. Bên trong cốp xe có một lá thư và toàn bộ tài sản không bị mất mát hay xáo trộn. Khám nghiệm tử thi, công an xác định không có dấu vết tác động ngoại lực. Trong ổ bụng có chất dịch mùi hôi của thuốc trừ sâu. Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, nạn nhân tử vong nghi do ngộ độc. Ở Việt Nam gần đây cũng đã xuất hiện khá nhiều vụ cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam chết đột tử. Tuy nhiên, những bí ẩn mà dư luận đang đặt dấu hỏi vẫn chưa có ai làm sáng tỏ cho được. Điển hình có hai vụ ngã từ nhà cao tầng rơi xuống đất rất vô lý, nhưng đều được cơ quan điều tra kết luận là do sơ ý ngã chết. Đó chính là cái chết của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Tiến sĩ Lê Hải An và Tiến sĩ Luật sư Bùi Quang Tín, giảng viên Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Truyền thông nhà nước vào ngày 6 tháng 4 năm 2020 khi đó cũng dẫn thông tin theo điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát công an huyện Nhà Bè xác nhận Tiến sĩ Luật sư Bùi Quang Tín, thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã rơi từ tầng 14 chung cư New Sài Gòn, huyện Nhà Bè vào ngày 5 tháng 4 và tử vong. Đây là điều hết sức bất thường. Và sự thực của những cái chết đó rất khó tìm ra. Vị trí mà ông Tín bị thiệt mạng được nói nằm ở phương thẳng đứng với các lan can của các căn hộ D2.
Lan can của căn hộ này có độ cao 1,2m và đây là lần đầu tiên xảy ra vụ việc như vậy tại chung cư New Sài Gòn. Với chiều cao lan can như vậy thì rất khó bị rơi. Đây là hình ảnh của người khá nổi tiếng với giới truyền thông và rất thành đạt. Tuy nhiên, ông chịu nhiều áp lực công việc trước khi chết, vợ ông cho biết. Trên trang fanpage cá nhân của báo mạng nhà nước, nhiều độc giả bày tỏ sự phẫn nộ đối với nhóm cán bộ đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tụ tập ăn nhậu bất chấp yêu cầu cách ly nghiêm ngặt của Thủ tướng Chính phủ trong đại dịch COVID-19. Đồng thời, không ít người đưa ra sự hoài nghi rằng luật sư Bùi Quang Tín đã bị ngã lầu tử vong là do một sự sắp xếp cố tình nào đó dựa vào tường trình với cơ quan công an của bà Nguyễn Thanh Bích, vợ của luật sư Bùi Quang Tín, khẳng định rằng cái chết của chồng bà là một vụ án mạng có nhiều ẩn khúc. Ông Thái Văn Đường, một người từng làm việc nhiều năm trong các cơ quan của nhà nước, theo dõi sát sao vụ việc này, đã lên tiếng với đài tiếng nói FA như sau. Buổi trưa hôm nay, ngày 7 tháng 4, theo giờ Hà Nội, báo Tuổi Trẻ có đăng một bài tường thuật từ phía ông Trung, bà phó hiệu trưởng của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, coi như nói lại toàn bộ câu chuyện từ lúc bắt đầu tụ tập ăn uống cho đến lúc nhậu nhẹt và cuối cùng dẫn dắt đến ở ngoài hiện trường là một cái ghế gỗ 4 chân đã bị gãy mất 1 chân và đưa ra nhiều nghi vấn ông Bùi Quang Tín nhảy lầu tự tử. Cũng theo thông tin báo chí đăng tải, ông Thái Văn Đường cho biết được là như thế. Tuy nhiên, thông tin mà chính ông nghe được trực tiếp từ giới phóng viên thì hoàn toàn khác. Ông Thái Văn Đường tường thuật lại với đài tiếng nói FA như sau. Những nhận định của anh em báo chí trong nước, tuy họ không công khai, nhưng có chia sẻ với tôi nói rằng đây là tạo dựng hiện trường và có một sự cố sát hại để thủ tiêu. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiến sĩ Lê Hải An. Bởi vì ông Bùi Quang Tín có liên quan đến vấn đề bổ nhiệm nhân sự từ vụ tổ chức cán bộ của Ngân hàng Nhà nước do Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, không phải trực thuộc Bộ Giáo dục, và thứ hai nữa là liên quan đến thâm hụt tài chính của công trong trường do chi tiêu vô tội vạ. Ông Tín là người biết rất nhiều chuyện trong Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh và ông cũng làm mất lòng nhiều người vì ông thẳng tính quá. Nói chung có sự mâu thuẫn rất nhiều. Tôi nghe được những thông tin như vậy. Và bản thân ông Thái Văn Đường và nhiều cư dân trên mạng tại Việt Nam cũng nhắc lại trường hợp tử vong tương tự của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiến sĩ Lê Hải An, đã bị ngã từ tầng 8 xuống đất tại khu nhà số 35, đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội vào hồi trung tuần tháng 10 năm ngoái. Ngay sau khi tiến sĩ Lê Hải An ngã lầu tử vong vào sáng ngày 17 tháng 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo được nói là đã vội vã công bố thông báo rằng đó là một vụ tai nạn mặc dù không có nhân chứng lẫn vật chứng. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ Ban dân vận Trung ương vào tối ngày 7 tháng 4 cũng nêu ra nhận định của ông liên quan đến hai trường hợp tử vong, bỗng cho rằng đó là những vụ cố ý sát hại. Ông nói, bây giờ nỗi đau lớn nhất của dân tộc là cái phương thức mafia đã ngự trị trong chính trị, trong chính quyền và trong xã hội. Ví dụ như vụ xử nhau ở Yên Bái chẳng hạn, đó là một vụ án chính trị. Đây là hình ảnh ông Đỗ Cường Minh, 53 tuổi, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái bên trái, đã bắn chết ông Phạm Duy Cường, 58 tuổi, bí thư tỉnh ủy Yên Bái. Ông Minh đã bắn 4 phát đạn vào đầu ông Cường, sau đó ông Minh bắn thêm 3 phát đạn vào đầu ông Ngô Ngọc Tuấn, 52 tuổi, chủ tịch hội đồng nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái, trước khi nói rằng là tự sát. Còn vụ án Lê Hải An đúng là vấn đề phức tạp hơn, có liên quan đến đấu đá nội bộ, kèn cựa lẫn nhau, nhưng cũng có yếu tố chính trị là ngăn cản đối thủ có khả năng thăng tiến và có một sự tín nhiệm xã hội. Còn trường hợp luật sư Bùi Quang Tín vừa mới đây thì đang có vấn đề là về cái chết hết sức bất minh. Tại sao trong tình hình dịch bệnh hiện nay mà kéo nhau đi ăn uống nhậu đến 9-10 người như thế lại toàn là hiệu trưởng, hiệu phó, giáo sư, tiến sĩ vậy? Ngay việc ấy là một dấu hỏi về văn hóa rồi, còn chưa kể là vì sao anh Tín lại bị ném từ tầng 14 xuống đất. Ông Nguyễn Khắc Mai nhấn mạnh rằng vụ việc tiến sĩ Lê Hải An và luật sư Bùi Quang Tín tử vong do ngã lầu cần phải được nhà nước, chính phủ, Bộ Công an điều tra tận tường để làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến an ninh và an toàn của xã hội. Còn giáo sư tương lai thì nhắc lại vụ việc tiến sĩ Lê Hải An tử vong mà ông cho là bị chìm xuồng và vụ việc luật sư Bùi Quang Tín thiệt mạng sẽ được điều tra đến nơi đến chốn hay không, thì ở Việt Nam những tình huống cán bộ quan chức bị chết do tai nạn như bị ngã lầu sẽ có thể tiếp tục xảy ra, ngay cả đối với các lãnh đạo cấp cao ở thượng tầng, giáo sư tương lai lý giải tiếp như sau.
trong một thể chế toàn trị, phản dân chủ, đưa lợi ích của phe nhóm hay nói một cách khác là lợi ích của những người mà ông Nguyễn Phú Trọng đang thao túng. Điều này tôi đã lên án từ rất lâu rồi, từ khi tuyên bố là dứt bỏ mọi liên hệ với cái đảng do ông Nguyễn Phú Trọng thao túng. Bây giờ với hai cái chết của hai nhân vật này thì tôi càng hiểu ra được một chuyện là nếu như trong đội ngũ của đảng, tôi muốn nói cả ủy viên Bộ Chính trị, cả ủy viên Trung ương và những cán bộ cao cấp của đảng vẫn còn những người hiểu ra được nếu vẫn duy trì một chế độ chuyên chính. Học giả Nguyễn Khắc Viện từng nói rằng chuyên chính vô sản không đáng sợ bằng chuyên chính vô học. Để cho những người chỉ biết vâng dạ theo ý tưởng của Tổng chủ thì sẽ được cơ cấu vào trong đại hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 9 năm 2021 với bản tin Bình Dương phát hiện thư tuyệt mệnh của bí thư thị trấn Lai Uyên. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.